Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về cư ngụ tại thành Nazareth miền Galilê. Còn hài nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ơn nghĩa cùng Chúa. Hằng năm cha mẹ Đức Giêsu chảy hội lên đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói: Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Chúa Giêsu đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con phải có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu thì ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa các bác, hôm qua mình đã nói với nhau về tội lỗi và tình thương. Mình biết mình là những người tội lỗi. Ai cũng có góp chân axit, ai cũng có một trong 74 tội đầu, ít là một. Và chúng ta cần phải xin Chúa xuống thanh tẩy chúng ta, tha thứ tội lỗi cho chúng ta, để chúng ta được bỏ đi tất cả những cái gì nó là xấu xa, độc hại ở trong con người mình. Loại bỏ cái xấu chưa đủ, cần thiết hơn nữa là mình phải lấp đầy bằng cái tốt. Và hôm nay mình chia sẻ với nhau, suy gẫm với nhau điều ấy. Mình phải lấp đầy bằng những cái tốt mà Chúa muốn, chứ không phải mình lấp đầy bằng những cái mà thế gian muốn. Phật thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Phật theo ý Chúa thì sống, nghịch theo ý Chúa thì chết. Mình phải xét xem Chúa muốn mình lấp đầy con người mình bằng những cái điều nào. Thứ nhất, Chúa có muốn mình khỏe mạnh không các bác? Có. Chúa muốn mình thân xác tốt đẹp, sức khỏe tốt đẹp. Chúa có muốn mình là người có hiểu biết không? Có tri thức không? Đấy là cái thứ hai. Chúa có muốn mình là người có nghề nghiệp và rộng hơn nữa là người biết làm việc không? Và cái đó mọi người trên thế gian có tìm kiếm không các bác? Có không? Mọi người trên thế gian, đạo hay đời, người ta thường tìm kiếm ba cái đó. Và thường người ta chỉ dừng lại ở ba cái đó. Và thường vì ba cái đó người ta hy sinh tất những thứ khác để được có sức khỏe tốt, có thân xác đẹp. Người ta sẵn sàng hy sinh cả sự sống. Có không? Có. Để được có cái thân xác tốt đẹp, người ta có sẵn sàng hy sinh đạo đức không? Có người có. Hồi cháu ở Hà Nội đi trên phố thấy nó răng các biểu ngữ: nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất. Mình về mới hỏi:
Thế thì mẹ đẻ con thì phải nuôi con bằng sữa mẹ chứ sao nữa? Sao phải răng biểu ngữ cổ vũ nuôi con bằng sữa mẹ? Thế các bà mới bảo thưa cha, bây giờ nhiều cô sợ cho con bú thì là mình mau già và mất đẹp, cho nên nó cho bú mấy bữa rồi là cho bú bằng sữa bò. À, thế mình bảo à, vậy là họ đang hy sinh sự sống, họ đang hy sinh đạo đức để họ bảo vệ cái đẹp của chính họ, ích kỷ, đúng không? Đấy. Thế gian người ta chỉ thường tìm làm sao cho trẻ đẹp, làm sao cho học giỏi có bằng tốt, kiếm được việc tốt. Kiếm được việc tốt là thứ ba là làm được nhiều tiền. Okay. Rồi có tiền người là hưởng thụ. Và người ta nghĩ như vậy là sung sướng nhất, là thành công nhất ở thần trần gian. Và để cho trẻ khỏe đẹp, để cho có bằng cấp cao, để cho có việc lừa làm tốt thì ta sẵn sàng lừa đảo. Nhưng mà đối với người Công giáo thì ba cái đó chưa đủ. Mà nếu chỉ có ba cái đó thì sẽ bất hạnh sớm cho mình và cho toàn xã hội. Cho người Công giáo mình đòi phải có cái thứ tư. Mình phải làm cho mình cái điều thứ tư, đó là mình phải có đạo đức, trau dồi đạo đức cho mình. Nhưng mà đạo đức ấy, thì trên nguyên tắc mình muốn và người khác cũng muốn, và cái thế giới này nó tồn tại được là nhờ những nguyên tắc đạo đức. Thế nhưng mà con người mình nó lại không có khả năng sống đạo đức. Thế cho nên mình mới phải cần cái điều thứ năm là gì các bác? Thưa, điều thứ năm đó là cái đời sống đức tin của mình, đó là đời sống tâm linh của mình, đó là đời sống tôn giáo của mình, đó là cái mối tình của mình với Chúa Giêsu đây, với Thiên Chúa đây. Và năm điều các bác, mình phải biết với tư cách là người Công giáo, đọc Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh, học giáo lý, hiểu giáo lý, thì mình biết rằng Chúa muốn, giáo hội muốn, lẽ khôn ngoan của con người muốn. Chúng ta cần thiết phải làm năm điều để được hạnh phúc và thành công bền vững. Thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tri thức, thứ ba là nghề nghiệp, thứ bốn là đạo đức, thứ năm là tâm linh. Năm cái không được coi thường thế nào. Không được bỏ cái này chọn cái kia. Năm cái: sức khỏe, tri thức, nghề nghiệp, đạo đức, tâm linh. Năm cái đó phải trau dồi cùng lúc. Năm cái đó phải được chăm chút hài hòa với nhau, chứ không có bên nặng bên nhẹ. Cái gì ở đời mà nó lệch lạc nó cũng xin đổ vỡ. Cả cái trái núi có to mấy thì chăng nữa, cái ngôi nhà có to mấy thì chứ, mà nó lệch thế nào nó cũng sụp. Cho cái con người mình mà cái phần này nó to quá mà phần kia nó bé quá là con người mình trước sau nó cũng sợ. Cho nên bây giờ mình phải bắt đầu từ điều thứ nhất, đó là mình phải biết trau dồi sức khỏe của mình. Tại sao phải trau dồi sức khỏe của mình? Thương, với tư cách là người Công giáo, mình phải theo Chúa Giêsu. Mà Chúa Giêsu á, Chúa rất chăm chút cho sức khỏe của mình. Các bác biết là Chúa Giêsu rất chăm chút cho sức khỏe của mình. Chúa Giêsu là người rất khỏe. Các bác thấy các tông đồ làm nghề đánh cá là những người rất khỏe. Ở đâu cũng vậy, các ngư phủ họ đánh cá dưới sông biển họ khỏe hơn mình. Thế mà các bác thấy hạng có vợ như Phêrô, hạng thanh niên chưa vợ như Gioan, theo Chúa Giêsu có kịp không các bác? Không kịp nhá. Chúa làm việc như vậy mà các bố làm việc ít hơn Chúa, mà các bố theo sau cứ ngủ ga ngủ gật là cứ vật vờ. Cho mình mới biết là Chúa Giêsu rất khỏe. Mình là môn đệ của Chúa Giêsu, mình phải biết sống noi gương Chúa Giêsu thì mình phải biết rèn luyện sức khỏe của mình. Hơn nữa mình biết cái thân xác của mình đây này, các bác biết thân xác của mình đây không phải là cái gì hèn kém, mà thân xác của mình là hình ảnh của Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là chi thể của Chúa Kitô. Nhớ các bác nhé, thân xác của mình theo Kinh Thánh là hình ảnh của Chúa, là đền thờ Chúa Thánh Thần, là chi thể của Chúa Kitô. Vậy thì cái thân xác của mình nó đáng trọng như vậy.
thì mình phải lo chăm chút cho nó khỏe, phải bảo vệ sự sống của mình, phải làm sao cho nó khỏe, phải làm sao cho nó đẹp. Trẻ thì đẹp trai đẹp gái, già thì đẹp lão. Làm giữ cho mình khỏe mạnh đó là bổn phận, làm cho mình được tốt đẹp đấy là Chúa là Chúa của sự sống, Chúa là Chúa của cái đẹp. Cho mình phải biết làm cho sức khỏe mình nó tốt đẹp chứ. Không có được làm cái gì mà nó ảnh hưởng tới sự sống của mình. Đây, bây giờ các bác hiểu tại sao mình phải bảo vệ sự sống, phải giữ sức khỏe, phải làm cho thân xác mình nó đẹp chưa các bác? Hỏi tại sao tôi phải giữ sức khỏe, tại sao tôi phải làm đẹp? Thưa là bởi vì thân xác tôi là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thân xác tôi là hình ảnh của Thiên Chúa, thân xác tôi là chi thể của Chúa Kitô, thân xác tôi cách nào đấy là hiện thân của ba ngôi Thiên Chúa. Cho nên tôi phải làm cho Chúa đẹp mặt với tôi chứ. Hơn nữa, thân xác tôi cũng là chính tôi phải giữ cho thân xác tôi nó khỏe, nó đẹp thì tôi mới hạnh phúc. Còn nếu bây giờ mình có giàu có mấy chăng nữa mà thân xác mình nó ốm giật dẹp thì mình có hạnh phúc không? Không, sẽ khổ mình, khổ người khác. Ấy thế nhưng mà mình làm thế nào để cho thân xác nó khỏe mạnh? Thưa, để thân xác nó khỏe mạnh, thứ nhất cần phải ăn uống điều độ. Thứ hai cần phải làm việc điều độ. Thứ ba cần phải giải trí điều độ. Thứ bốn cần phải sống lành mạnh. Thứ năm cần phải có lòng tin vào Chúa, cần phải có ơn thánh của Chúa. Thân xác là hình ảnh của Chúa, là đền thờ Chúa Thần, là chi thể Chúa Kitô. Vậy nó phải gắn với Chúa Ba Ngôi thì cái thân xác này nó mới được tốt đẹp. Còn nếu nó tách ra khỏi Chúa Ba Ngôi là không tốt đẹp đâu. Là phải làm năm điều đó để làm cho sức khỏe mình tốt đẹp, thân xác tốt đẹp các bác nhé. Thứ nhất ăn uống điều độ, đừng ăn đọt ít quá, suy dinh dưỡng chết mất. Người gầy tông teo coi không được, đúng không các bác? Phải ăn cho nó đủ chứ đừng hà tiện mà ăn ít, ăn thiếu dinh dưỡng mà suy dinh dưỡng không được. Nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, ăn nhiều quá cũng không tốt. Bởi vì sao? Khoa học còn nói á, mình ăn nhiều á mà nó béo quá, bụng nó to thì mình không có khỏe mạnh và mình cũng chết sớm. Họ đúc kết cả những kinh nghiệm là gì? Vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn lại. cứ biết thế, vòng bụng càng to thì vòng đời càng ngắn lại. Cho nên mình phải lo ăn cho điều độ nhé. Thứ hai, mình phải lo làm việc cho điều độ. Con người mà không làm việc nó ra ương ái, nó không có được vận động cả thân xác lẫn tâm hồn, cho nên phải làm việc. Nhưng mà làm việc vừa thôi. Thứ ba là phải có giải trí, phải có nghỉ ngơi. Cho nên Chúa mới đặt ra là ngày thứ bảy Chúa nghỉ ngơi. Và Chúa yêu cầu mọi người ngày thứ bảy cũng phải nghỉ ngơi. Máy nó chạy nó còn phải được nghỉ nữa, mọi người sao cứ làm quanh năm mà các bác? Đúng không? Cái đó mà là rất dại, đúng không? Không có khôn ngoan thế nào cả. Đấy, cho nên phải nghỉ ngơi cho điều độ. Thứ bốn đó là phải sống cho nó đạo đức lành mạnh. Nếu mình không sống đạo đức lành mạnh, mình ăn chơi sa đọa thì sức khỏe nó sẽ mất thôi. Lúc nãy gặp anh Chi Ly ở ngoài cửa, anh bảo chứ cha không biết con đâu. Con đó là trước đây là tứ đổ tường, bây giờ Chúa dẫn về đây cha, các tường nó lại đứng dậy hết rồi. Thế anh bảo chứ con năm nay mới có 52 tuổi, cha 53 tuổi, cha còn già hơn con, mà trông cha trẻ hơn con. Cháu bảo chứ đúng rồi, tại vì anh vừa nói đấy, tại trước đây anh tứ đổ tường, còn trước đây tôi chả có tường nào để đổ cả. Cho nên nó trông mình trẻ hơn. Và cái này là đúng các bác nhé. Nhà cháu có một cha 98 tuổi mà vẫn làm lễ, vẫn giải tội, vẫn viết sách, vẫn hát hò vui vẻ. Cháu hỏi này cha du xe ở bên Roma, này cha du xe, sao mà cha trẻ khỏe mà vui vẻ thế mà người ngày dày? Sao trẻ khỏe vui vẻ thế? Thế ngài trả lời bằng cách làm dấu thánh giá: Senza molie, senza figlio, senza debito, amen. Giống như mình làm dấu đồng thiên ý là nel nome del padre, del figlio, dello spirito, amen.
Thế thì ngài đọc một cái câu nó giống đúng như mình làm dấu thánh giá, nó có cái số lượng từ, số lượng âm tiết giống nhau. Cho nên mình biết cái ý mình kia, ngài trả lời nó vui lắm, ngài trả lời gián tiếp. Tại khái hỏi làm sao mà trẻ khỏe vui vẻ thấy cho du xe, ông nó làm giống trả lời này: tại vì không vợ không nợ không con, amen. Không vợ không nợ không con, amen. Đúng. Thế thì mình đấy phải sống cho nó đạo đức thì mới khỏe mạnh được. Tất cả những người cháu sang Tây Phương, cho thấy các cô gái tuổi mới có tuổi 15, 16, 17 trông còn đẹp, mà tuổi đến 25, 26, 27 tuổi đâu đã lớn, mà tại các cô hút thuốc, các cô đi quán bar, các cô uống rượu mạnh, rồi các cô đi đến cái vũ trường rồi nhảy nhót thâu đêm suốt sáng, thành thử ra tuổi chưa đến 30 mà trong cái cách giám sát các cô đã tàn tạ, dùng bao nhiêu phấn son đắp vào cũng không cứu vãn được tình thế. Không, cho nói thật mất á, không cứu vãn được tình thế khi mà mình ăn chơi xa đoạn. Cho nên cần thiết mình phải giữ sức khỏe bằng cái đời sống đạo đức, nhưng quan trọng hơn đời sống đạo đức để giữ sức khỏe các bác, mình cần phải có cái lòng tin vào Chúa, cần phải gắn bó với Chúa thì mới có sức khỏe tốt. Cháu đọc cho các bác nghe những lời Kinh Thánh nói rất hay là khi mà mình gắn bó với Chúa thì mình khỏe thế nào. Sách Xuất Hành: các ngươi phải thờ phượng Đức Chúa là Thiên Chúa các ngươi, ta sẽ đẩy bệnh tật xa các ngươi. Hay chưa? Thờ phượng Chúa ta sẽ đẩy xa bệnh tật. Rồi Đức Chúa phán tiếp: Thiên Chúa của các ngươi, nếu ngươi làm điều ngay chính trước mắt người, tức là sống đạo đức, nếu ngươi lắng tai nghe các mệnh lệnh của người, tức là tin vào Chúa và làm theo lời ngài, thì ta sẽ không giáng xuống ngươi bệnh hoạn nào như đã giáng xuống Ai Cập. Vì ta là Đức Chúa, ta sẽ chữa lành ngươi. Hay chưa các bạn? Cứ sống đạo đức và thực thi lời Chúa thì Chúa đẩy xa bệnh tật và Chúa chữa lành. Hay vậy. Rồi sách Cách Ngôn nói làm sao? Hãy kính sợ Đức Chúa và tránh xa sự dữ, như thế da thịt con sẽ được chữa lành. Hay chưa? Kinh Thánh nói hay: tránh xa sự dữ, kính sợ Chúa thì da thịt con sẽ được chữa lành. Còn Thánh Phaolô nói trong thư thứ nhất gửi ông Timôthê, người đệ tử, nói thế này: hãy tập sống đạo đức, vì luyện tập thân thể thì chẳng lợi ích là bao. Tập thể dục thể thao tốt nhưng mà không có lợi ích là bao. Còn lòng đạo đức thì lợi ích mọi bề, bởi Chúa hứa ban sự sống hiện tại và tương lai cho người có lòng đạo đức. Hay chứ? Người mà có lòng đạo đức thì Chúa ban cho sự sống hiện tại và tương lai. Mình mới thấy là khi mà mình có lòng tin vào Chúa, tự nhiên mình khỏe mạnh hơn, đỡ bệnh tật hơn. Cái này là đúng. Và bởi vậy cho các bác có con trẻ phải lo rửa tội cho các cháu sớm, cho các cháu đón nhận ơn Chúa sớm. Đừng có nghe theo lời ma quỷ nói rằng là để nó lớn, nó có trí khôn, nó có tự do, lúc đó nó muốn đón nhận thì nhận. Chứ bây giờ mình nó còn đang bé, nó chưa biết gì, mình không có ép nó nhận. Nói như thế mà nói được à? Bây giờ mình đang bé mà bố mẹ mình không ấn ngửa mình ra, đút bột cho mình ăn, đút thuốc cho mình uống để cho mình tự do thì mình có còn sống được đến bây giờ không? Cháu hỏi tất cả các bác ở đây như cháu, nếu để cho mình tự do từ bé chọn lựa, hỏi là mình có sống được đến bây giờ không? Cho nên là mình cứ có những người cái lý sự cùn và lý sự ngu như vậy, cháu phải nói mình trái lại. Mình phải biết là mình là có tình yêu, mình yêu con mình. Mình yêu con mình phải thấy cái gì tốt thì mình phải giúp con mình đón nhận càng sớm càng tốt. Có đúng không các bạn? Mình yêu nhau thì mình thấy cái gì tốt, mình phải giúp nhau đón nhận. Còn bây giờ yêu con biết Chúa là tốt nhất cho con, mà lại bảo thôi mày đừng có nhận cái điều tốt nhất này, để mai khi lớn mày thích thì mày nhận. Đợi nó lớn nó còn có sức nó nhận không? Cái gì nó phải từ từ, từng tí, nó đón nhận từng tí, ngày qua ngày, nó mới hay và mới được. Chứ đột ngột một cái, làm sao mà mình đón nhận được? Cứ cho là Chúa thì tốt đẹp vô cùng. Bây giờ mình đang ở trong cái phòng tối bưng mấy ngày,
Bây giờ mở cửa phòng đẩy mình ra một cái trong cái phòng mà có hàng trăm bóng điện, hàng ngàn watt sáng quất lên, mình có đón nhận ánh sáng không? Mắt mình ở trong kia nó khó chịu rồi, ra ánh sáng quá mình không chịu được luôn. Cho nên là có những người lý luận là rất là buồn cười. Cho nên các bác đừng để mình xa trước cám dỗ đấy nhá. Và nói con cháu mình đừng xa trước cám dỗ đấy. Nên phải khôn ngoan, thấy cái gì tốt phải giúp con cháu đón nhận. Đấy là điều thứ nhất cần phải làm, giữ cho sức khỏe được tốt. Thứ hai, mình cần phải trau dồi cái trí tuệ mình, cần phải trau dồi sự hiểu biết của mình, cần phải học hành. Học hành để có nghề nghiệp, học hành để có nghề nghiệp. Và quan trọng hơn là học hành để có nghề nghiệp, đó là học hành để biết làm việc ở giữa đời này. Và quan trọng hơn là làm việc nữa là học hành để biết sống ở giữa đời này. Học để biết sống, biết sống với mình, biết sống với những người chung quanh, biết sống với Chúa Trời, biết sống với con người và cuộc đời, biết sống với thiên nhiên. Cho mình cần phải học. Học không phải chỉ để lấy bằng cấp, mà quan trọng nhất là để có đủ hiểu biết mà sống với cuộc đời, với con người, với Chúa Trời. Giống như Chúa Giê-xu, mình là Kitô hữu, tức là người theo Chúa Kitô. Mình không phải chỉ theo Chúa luyện tập phần xác, bảo vệ sự sống phần xác, mà mình còn phải theo Chúa Kitô trong việc trau dồi cái trí tuệ mình, trong việc mở rộng sự hiểu biết của mình. Các bác thấy không? Chúa Giê-xu là người rất hiểu biết. Chúa không có bằng cử nhân, bằng cao học, bằng tiến sĩ như các bác bây giờ. Chúa không có học đại học. Ấy vậy nhưng mà các bác thấy không? Lúc nãy mình đọc bài Kinh Thánh đó. Bài Kinh Thánh hai lần nói là Chúa Giê-xu càng thêm tuổi lại càng ngoan trước mặt người thế, trước nhan Chúa Trời. Chúa Giê-xu càng thêm khôn lớn về thể xác, càng được ân nghĩa trước Thiên Chúa và người ta. Và mình đọc cái đoạn đó mình thấy Chúa có 12 tuổi mà Chúa ở trong thủ đô Jerusalem ngồi giữa các bậc tiến sĩ ở đền thờ mà đối đáp 3 ngày chưa hết chữ. Ai nghe Chúa nói cũng thấy Chúa là người thông minh và ai cũng phải ngạc nhiên về những lời Chúa nói. Như vậy là Chúa là người rất hiểu biết. Các bác thấy 12 tuổi ở nhà quê ra thủ đô mà đàm đạo với các bậc tiến sĩ 3 ngày chưa hết chữ. Ai nghe Chúa nói cũng phải ngạc nhiên. Vậy là Chúa là người rất hiểu biết. Rồi khi Chúa đi đâu giảng tin mừng, người ta giăng ra bao nhiêu cái bẫy hại Chúa, mà có ai thắng không? Không anh nào thắng cả. Có anh nó mang đồng tiền, có đức hình hoàng đế ma hỏi để gài bẫy Chúa. Thưa thầy, có nên đóng thuế cho hoàng đế Caesar không? Triệt buộc Chúa đấy. Họ gài bẫy Chúa, họ khôn lắm đấy. Nếu Chúa bảo đừng đóng thuế thì quân Roma là quân xâm lược đang thống trị nước ta. Nếu Chúa nói vậy đâu nên ơi Chúa, Chúa xét động dân chống lại hoàng đế, vậy là Chúa sẽ bị bắt và mất đầu. Đúng chưa các bác? Nếu Chúa bảo ừ thì đóng thuế cho hoàng đế chứ, vì hoàng đế là cai trị Roma chúng ta mà. Nếu Chúa nói vậy thì Chúa lại mất mặt, mất mặt trước toàn dân Do Thái, vì Chúa cổ vũ cho dân thần phục ngoại bang là đế quốc Roma. Đấy. Cho đằng nào Chúa chết không mất mặt thì mất mạng. Nhưng mà Chúa hay ở chỗ, Chúa họ đưa ta đồng tiền, họ đưa đồng tiền, Chúa hỏi hình này hình ai, họ bảo hình Caesar. Chúa bảo của Caesar trả cho Caesar, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa. Hay không? Không ai trách được. Và mình thấy Chúa trả lời đầy khôn ngoan và Chúa chiến thắng. Và như vậy sau Thánh Phaolô nói, sự ngu dại của Thiên Chúa vẫn còn hơn cái gọi là khôn ngoan của con người. Đấy. Chân Chúa là người rất giỏi, Chúa Giê-xu rất giỏi. Và để trong tư cách là con người để hiểu biết như vậy thì Chúa phải học. Chúa phải học, học từng tí một trong cuộc sống này. Không phải chỉ học ở trường mà học với mọi người xung quanh. Học quan sát, học suy nghĩ, học bàn hỏi. Thế Chúa phải học. Mình là Kitô hữu theo Chúa, mình cũng phải học. Các bác ở bây giờ trong thế giới trẻ ở Mỹ và châu Âu á, về cái nghề nghiệp chuyên môn, về hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn để làm việc kiếm tiền, các bạn đã hiểu biết rất sâu. Ê, nhưng mà hiểu biết chung về cuộc sống á, biết đạo lý làm người, biết cách ứng xử ở đời và biết cái lĩnh vực khác để đủ sống á,
Họ biết thiết lắm các bác ạ. Họ biết rất ít. Và họ ứng xử nó rất ngờ ngạch. Mà biết ít vậy, ứng xử ngờ ngạch như vậy mà không bất hạnh ấy, thì là mới là chuyện lạ. Cho nên là các bác ở Hoa Kỳ có con cháu phải biết lo cho con cháu được giáo dục toàn diện. Lo cho con cháu được giáo dục toàn diện. Nhất là giáo dục bây giờ đối với các cháu đây, đặc biệt là ở trường họ đã dạy nhiều về phần đời rồi, về trí thức vật chất rồi, về tri thức vật chất. Cho nên các bác ở nhà, với ở nhà thờ phải tập trung dạy các cháu nhiều hơn về đạo đức và về tâm linh. Dạy các cháu nhiều hơn về những chuyện bổn phận trách nhiệm phải làm với con người và cuộc đời, phải biết ứng xử với nhau thế nào ở đời, trong tư cách là người Việt sống ở Hoa Kỳ. Và quan trọng hơn nữa là phải biết sống thế nào với Thiên Chúa, phải dạy các cháu cái đời sống tâm linh đó, thì họ mới biết lối sống cho nó cân bằng và cái cơ may hạnh phúc thành công nó mới bền vững. Phải học nhiều các bác ấy. Học biết đủ để sống với con người, với cuộc đời, với Chúa Trời. Còn nếu mình không, nếu không chịu học, các bác thấy ở đời, nếu mình không học mình hiểu biết ít, mình làm việc gì nó cũng khó. Còn nếu mà mình biết những cái không cần á, thì rất khổ cho mình. Còn những cái cần phải biết mà mình không biết á, thì lại càng khổ. Cho nên cần phải biết học. Học, học những cái cần. Và mình thấy á, nếu không học thì mình không biết sống làm sao, không biết ứng xử thế nào cả. Và dù mình có nghề tốt, có lương cao, hiểu biết chuyên môn sâu, nhưng mà ứng xử với những người xung quanh chật lất. Nếu mà lấy vợ mà ứng xử chật lất với vợ là mất vợ. Nếu mà có con mà ứng xử chật lất không đúng với con là con đã xa mình. Còn nếu mà có bố mẹ mà ứng xử chật với bố mẹ thì là mình, bố mẹ sẽ buồn. Mà bố mẹ bất hạnh thì mình đâu có hạnh phúc được. Bao nhiêu các cái điều cụ thể cần phải biết ứng xử cho đúng. Ở bên Roma các bác bên Ý, cái thanh niên người Ý đến 35-40 tuổi là đàn ông con trai vẫn ở với bố mẹ nhé. Họ không giống như người Đức hay là người Hoa Kỳ lớn hay là tự lập. Mà con trai ở bên đó nó có cái hội chứng trẻ em, nó gắn bó với mẹ quá. Lấy vợ cũng hỏi mẹ, có người yêu mang về hỏi mẹ, mẹ đồng ý mới lấy. Thế nhà báo hỏi thế, mẹ không đồng ý thì anh vẫn có quyền tự do để cưới vợ mà. Thế có thanh niên mới trả lời, đúng, đúng là vậy. Nhưng mà nếu mà cái người tôi lấy làm vợ mà đừng mẹ tôi đồng ý nữa thì bao giờ nó cũng tốt hơn. Thì cũng có lý. Nhưng mà nó phụ thuộc quá để cho mẹ quyết định thì cũng không nên. Thế có ai đánh dẫn mấy cô về để ra mắt mẹ, mẹ đều lắc đầu hết. Mẹ cứ lắc đầu hoài, này con làm sao lên vợ, mẹ bao giờ lên trước bà. Thế đến một ngày kia anh ấy mang về một cô, thế lần này thì mẹ rất là ưng ý và mẹ gật đầu ngay. Nhưng mà đến lúc này thì ông bố lại lôi thằng bé vào các ông bảo, này tao hỏi thật mày, mày định kết hôn với con bé đấy thật đấy à? Tao nói cho mày biết đấy, mày đừng có mà ngu như tao. Các bác hiểu chưa? Tức là bà mẹ bà ấy thấy cái cô này giống bà thì bà ấy chọn làm vợ cho thằng con. Thì lúc có thằng con tưởng là lấy được vợ đến nơi rồi thì ông bố lại kéo ra nói rằng mày đừng có mà ngu như tao. Có nghĩa là cái cô này giống mẹ mày mà lấy người giống mẹ mày là sẽ khổ lắm. Thế thôi, các bác thấy. Nếu mà đấy, nếu mà ông bố với bà mẹ ứng xử như vậy thằng con bao giờ mới lấy được vợ? Cả hai người ứng xử đường chẳng. Đang khi đó cháu có một bà bạn, bà có thằng con mà nó đi du lịch châu Âu với lại cô bạn học chung người Hàn Quốc. Thế bà hỏi bồ mày đấy à? Nó bảo không, tao thấy con nó được đấy, sao mày không cặp bồ với nó? Bảo con này nó ít nói lắm, hỏi cái gì nó nói câu đấy à, con không thích. Bà ấy nhảy nói, ừ,
vậy thì được lắm. Nếu nó ít nói là được lắm, mày nên cặp bồ với nó và nên lấy nó đi. Không tin mày cứ hỏi bố mày mà xem, ngày xưa tao cũng ít nói lắm. Bây giờ nó ít nói, mai kia nó lấy về nữa, có chồng nó có con là nó nói nhiều đến tận đường. Thế bà ấy khôn được các bác? Khôn rồi, rất khôn. Mà thằng đó nó nghe theo, nó lấy. Thế hồi năm ngoái cho hỏi là bà đó sao bây giờ vợ nó nói nhiều hơn chưa? Bà ấy bảo thằng ăn đa nó nói là bây giờ vợ nó có hai con cũng nói nhiều lên rồi. Nó nói nhiều lên là vừa đấy. Cho nên phải, nhưng mà đấy, để biết sống như vậy mình phải học, phải học cái cách ứng xử với nhau ở đời, để cho mình biết ứng xử sao cho nó chuẩn. Mình không có ứng xử nó cực đoan về một phương diện nào. Đấy thì mình phải học các bác nhá. Phải học chứ nếu không học không có thể nào mà mình sống cho nó phải được đâu. Nhất là bây giờ ma quỷ nó nhiều và đồ đệ của ma quỷ cũng nhiều, và nó tuyên truyền khắp nơi khắp chốn những cái giọng điệu của ma quỷ. Thí dụ như là từ Việt Nam đến châu Âu, Hoa Kỳ cho thấy mà đồ đệ của ma quỷ nó tuyên truyền rằng là bây giờ mình phải tôn trọng bảo vệ sự sống của sức vật ấy. Cho nên á, mình nuôi con gà, mình nuôi con heo, mình nuôi con bò mà mình đối xử không có đúng, đằng nào mình cũng giết nó ăn thịt, nhưng mà giết không đúng cách nó cũng bảo là vi phạm quyền của súc vật và nó kiện đi tù. Rồi á, có khi mình thấy không, lỡ bắt chim bắt chó thì họ bỏ tù, lỡ giết chim giết chó thì họ bỏ tù hoặc phạt tiền. Nhưng mà bây giờ phát thai giết người chả có anh nào phạt cả, mà còn cho thêm tiền nữa. Thì cái đó có phải là lệch lạc không? Cái đó có phải là nhận thức sai lầm không? Cho nên mình phải học, và mình phải học với Chúa. Chúa mới cho mình sự khôn ngoan để thấy đâu là sự thật. Chỗ nào bây giờ cũng cổ vũ phát thai. Hoa Kỳ này người già càng ngày càng nhiều, người trẻ càng ngày càng ít, thiếu nhân công. Cho nên người ở Nam Mỹ và khắp thế giới vượt biên nhập cư lậu. Châu Âu cũng vậy, nước Ý cũng vậy, thiếu nhân công, người già quá nhiều, người trẻ quá ít. Ấy vậy mà chính phủ cứ trợ giúp cho những người phá thai và cứ cổ vũ phá thai, rồi cứ bảo là đấy là quyền tự do của con người, rồi còn bảo đấy là pro-choice. Choice cái con khỉ gì. Phải nói đấy là tội đại gian đại ác, đấy là tội giết người, giết trẻ em, mà giết con mình, mà giết từ lúc nó còn đang bé, nó không có khả năng tự vệ. Cái đó là cha mẹ ăn thịt con nó còn giữ hơn hổ báo chứ. Choice, pro choice cái gì? Có đúng không các bác? Hiển nhiên đấy nhá, hiển nhiên đấy. Thế mà họ cổ vũ hạn chế sinh đẻ, họ cổ vũ phá thai. Đang khi đó con người trẻ thì thiếu, mà bây giờ các bác xem xã hội mà người già thì nhiều, ăn lương hưu thì nhiều, cần được phục vụ thì nhiều, mà người trẻ làm ra tiền thì ít, người trẻ phục vụ thì ít, thì cái xã hội làm sao nó tồn tại được? Đang khi cái đầu mình nghĩ lúc nào cũng nghĩ con người là quý nhất, có người là có tất cả, không có gì quý bằng con người. Thị trường mạnh là thị trường nhiều người tiêu thụ, bán được nhiều hàng, thị trường mạnh. Dạ, đất nước mạnh là đất nước đông dân, dòng họ mạnh là dòng họ đông con nhiều cháu. Giáo xứ mạnh là giáo xứ có nhiều nhân danh. Cái gì cũng thích nhiều người, mà lại bảo con người là quý nhất. Ấy vậy mà con người là quý nhất thì cứ đi phát thai, cứ hạn chế sinh đẻ. Còn lại ấy, là còn lại là cứ thế là muốn tiền nhiều, muốn cái gì cũng nhiều, mà người lại muốn ít, là thế nào? Mình sống nó không logic. Các bác thấy đúng không? Con người bây giờ nhiều người sống không có logic. Nếu con người là quý nhất, mình lại muốn con người đi nhiều hơn nữa chứ, sao lại muốn ít đi? Hồi hơn 20 năm trước cho đến lúc Playcheck ở trên quốc lộ 19 từ Pleiku về Quy Nhơn, buổi sáng trời Gia Lai nó lạnh. Ai ở Pleiku thì biết buổi sáng trời nó lạnh được 14-15 độ, mà cho vào nhà một anh thượng Gia Lai
buổi sáng vào thì anh thử ra ra xong, anh ấy có 5 đứa con, mà 5 đứa con nó đều trần trụi như 5 con heo mọi thả rông. Các bác lên vùng thượng biết con heo mọi thả rông răng đen đen chưa? 5 đứa con trời lạnh trần trụi như 5 con heo mọi thả rông. Mình thấy thương quá, mới hỏi này sao đẻ nhiều thế. Anh ấy quay sang anh nói, này nhá thầy nhá, mình nuôi con gà đẻ nhiều thích không thích chứ, mình nuôi con heo đẻ nhiều thích không thích chứ, mình nuôi con bò đẻ nhiều thích không thích chứ, con vợ mà nó đẻ nhiều mình càng thích chứ. Anh ấy nói có đúng không các bạn? Đúng, mình không cãi được, rất đúng vô cùng. Và mình mới thấy lời Chúa nói chân lý, từ chân lý xuất phát từ miệng trẻ thơ và những người đơn sơ. Còn những người tính toán quá nhiều khi cái trí nó bị dục vọng che mờ, không còn nhận thấy chân lý là đường nào. Đấy, trong cháu đang nói mình phải học để hiểu lẽ đời, để biết sống với trời, với người, với mình. Còn nếu không là mình sống lệch lạc. Mà sống lệch lạc, thí dụ cháu gặp bao nhiêu người phá thai rồi các bác ơi, họ lỡ phá thai một lần rồi, bây giờ cho đến già rồi mà họ không có nào thể nào mà mình thì ăn được. Họ lỡ phá thai một lần rồi là lòng họ quay quắt, mặt họ cau có, họ sống bất hạnh, bạn luôn bạn lực với những người xung quanh, khổ vô cùng khổ. Nếu không được chữa lành là họ cứ tiếp tục như vậy suốt cuộc đời. Mình đây là những người công giáo, may còn có ơn Chúa chữa lành. Và Chúa với những cái bí tích rất là linh nghiệm, Chúa chữa lành người ta, Chúa tha thứ cho người ta, thì người ta mới được giải thoát khỏi cái đó. Nhưng mà cái đau đớn cũng vẫn còn. Đấy, cho các bác mình phải học nhé, để cho biết đủ sống với trời, với người, với mình. Rồi cái thứ ba là nghề nghiệp. Mình phải biết rằng Chúa Giê-xu này, theo Chúa mình phải học Chúa làm việc. Theo Chúa mình phải có một nghề nghiệp như Chúa. Chúa có nghề thợ mộc giống bố Chúa, bố nuôi là ông Giuse. Và Chúa làm việc, Chúa nói cho Kinh Thánh làm sao? Ta làm việc vì cha ta hằng làm việc. Đấy, Chúa làm việc vì Đức Chúa Cha hằng làm việc. Vậy thì chúng ta sống ở đời cũng phải học, học để biết làm việc, học để có một nghề nghiệp nuôi thân, học để có một nghề nghiệp phục vụ những người khác. Một nghề nghiệp khi mình làm tốt vừa nuôi thân mình mà vừa phục vụ cộng đồng xã hội xung quanh. Và học để biết làm việc giúp đỡ những người thân của mình. Có một nghề nghiệp là cần thiết, nhất nghệ tinh, nhất thân linh. Nghề nào cũng được, miễn là nghề lương thiện. Cần phải có một nghề nghiệp. Nhưng mà rồi nếu chỉ có một nghề để làm chưa đủ, mình cần phải biết học làm việc nhà. Biết học làm việc nhà. Chúa ban cho mỗi người một hơn mình, nhưng mà cái nói chung con người để sống hạnh phúc phải học để biết làm việc ở nhà. Phải biết nấu ăn, phải biết giặt giũ, phải biết dọn phòng ốc, phải biết lau nhà cửa, biết làm một ít việc tay chân trong nhà, biết trồng hoa, chăm chó, chăm mèo, chăm vợ, chăm con. Mình phải biết những cái việc tối thiểu đó. Cái ông thủ tướng Đức Helmut Kohl, một nhân vật chính trị lấy lừng thế giới, ban ngày đi làm thủ tướng, chiều tối về vẫn nấu ăn cho vợ con. Lúc hết chức thủ tướng, ông ấy viết cuốn sách dạy nấu ăn bán chạy như tung tươi, best seller ở bên Đức. Mình biết, cho nên mình phải học làm việc nhà nữa. Chứ đừng có nghĩ là mình đi làm hãng xưởng không có tiền mang về cho vợ là đủ, rồi về đến nhà là mình ngồi đọc báo, coi tivi, rồi hoặc là đi chơi tắm giáp với bạn bè, còn lại là để cho vợ làm tất. Mình sống theo cái cảnh chồng Chúa vợ tôi, như vậy là không được. Mà như vậy á, là bất hạnh cho mình và bất hạnh cho gia đình mình. Sống như vậy được mấy bữa là vợ con nó chán, làm sao mà có hạnh phúc. Cho nên phải biết làm việc nhà. Cháu có ở đứa cháu hôm cách đây mấy tháng, cháu bảo này, cháu tính lấy vợ thì bây giờ cháu với vợ cháu cả, bác thấy á, các cháu cần phải học nấu ăn, mỗi tuần học làm một món. Mà bác quan sát thấy bạn gái cháu nấu ăn không có rảnh, cho nên bây giờ phải tập cho bạn cháu nấu. Một lần cũng được thì 10 lần, vài tháng nấu được món ăn thì được 1-2 năm cũng nấu được 5 món cũng được. Thế là anh chàng nói,
cháu quyết định rồi bác ạ, mai kia cưới vợ về cháu là người nấu ăn trong nhà. Nói rất tự tin. Mà có tin được không? Có tin được không? Không tin được. Tin làm sao được điện thanh niên nói. Cháu nói với cháu của cháu này, cháu chỉ được cái miệng. Bác nói cho cháu nghe, mai kia cháu lấy vợ, cháu có con, cháu đi làm hãng xưởng về đến nhà mệt mỏi, mà lúc đó cháu phải đi chợ, cháu phải dọn nhà, cháu nấu ăn, vợ cháu chả giúp được gì trong chuyện nội trợ cả. Lúc đó cháu nổi điên lên, cháu mệt mỏi, cháu căng thẳng, rồi lúc đó cháu chán vợ, cháu chán con, rồi lúc đó có còn sống được với nhau không? Cái vấn đề nó ở chỗ đấy các bác ạ. Cho nên người đàn ông mà không biết giúp vợ chuyện nội trợ là rất dở. Nhưng mà nếu trong nhà người đàn ông làm hết chuyện nội trợ cho vợ thì là càng dở hơn các bác. Dở hơn. Bởi vì cái ơn gọi Chúa ban cho mỗi người có một thế mạnh. Đàn bà con cái bếp núc nhà thờ, đấy là các cái ơn gọi. Nó Chúa muốn người đàn bà có cái phần nặng hơn người đàn ông. Mà khi mình biết làm như vậy thì gia đình hạnh phúc hơn. Chứ còn bây giờ muốn cái kiểu bình đẳng giờ người của cái xã hội hiện đại, bình đẳng giờ người của cái phong trào nữ quyền, có nghĩa là anh làm cái gì tôi phải làm cái đó, anh sống thế nào tôi phải sống cái đó, anh hút thuốc tôi hút thuốc, anh uống rượu tôi uống rượu, anh đi tiệc nhảy tôi đi tiệc nhảy, anh đi quán ma tôi đi quán ma, anh uống bia tôi uống bia, là anh đá bóng tôi đá bóng, anh lái máy bay tôi lái máy bay, anh cởi trần tôi cởi trần. Cái kiểu bình đẳng giờ người như vậy. Bình đẳng là bình đẳng trên cái ơn gọi của mình. Chúa đã dựng nên mình làm ăn là mình có cái khác. Chứ còn bây giờ bảo rằng là mình bình đẳng một cách cho tuyệt đối theo cái suy nghĩ như vậy là nó phá hoại cái đời sống gia đình, mà nó cướp đi mất cái hạnh phúc của các cặp hôn nhân, nó cướp đi mất cái cơ may trưởng thành của con cái. Nên mình phải là học làm việc các bác. Có anh đến thăm bạn, anh ấy thấy thằng bạn mình sau dặn này chịu khó quá, đến nhà thăm nó mà thấy nó lau nhà, quét nhà, dọn phòng, rồi là nấu ăn tươm tất đâu ra đấy cả, mà nó tất bật suốt, nó không có ngồi với mình chắn lắc như mọi khi. Thằng bạn nó quay sang hỏi này, ngày xưa tao đến đây tao thấy có con bé giúp việc, tao thấy mày có con bé giúp việc mà tao thấy nó giúp việc tốt lắm cơ mà, bây giờ nó đi đâu rồi mà mày phải vất vả làm việc thế này? Thế thằng bạn mới quay sang trả lời, mày hỏi con bé giúp việc của tao giờ nó đi đâu rồi nè, bây giờ nó làm gì mà nó không làm mà tao phải làm, nó đi lấy chồng rồi. Nó lấy ai? Nó lấy tao rồi chứ. Anh có khôn lắm, biết làm như vậy là khôn, biết phục vụ vợ con như vậy là hay. Đần đông rửa bát quét nhà, vợ gọi một cái bẩm bà anh đây. Đấy là đần ông hay. Con này học để biết làm việc các bác nhá, để biết phục vụ những người xung quanh. Rồi các, nhưng nếu mình chỉ có đẹp trai, học giỏi, việc tốt, làm lắm tiền, nếu chỉ có vậy thôi thì cũng giống như ba chân kiền lẻ tẻ, sẽ bị đổ gục trong đống tro mà thôi. Một người mà trẻ đẹp, học giỏi, nghề tốt, làm lắm tiền, có ba cái đó, anh ta sẽ lợi dụng cái sự thông minh của mình để lừa người khác, để lừa tình. Anh ta sẽ lợi dụng cái sự đẹp trai của mình để quyến rũ người khác. Anh ta sẽ lợi dụng mình có tiền để ăn chơi sa đọa. Và theo con đường đó chỉ một thời gian là anh ta đổ gục, sa đọa một hồi rồi làm việc cũng mất, sức khỏe cũng mất và nghề cũng mất. Cho nên nếu chỉ có ba cái đó nó không đứng vững các bạn ạ. Con người để hạnh phúc phải có cái thứ tư. Cái thứ tư là cái đạo đức. Sức khỏe, tri thức, nghề nghiệp nó giống như ba cái chân kiền. Cái đạo đức là cái thứ tư, nó giống như cái vòng kiền. Cái vòng kiền nó nối ba cái chân kiền là nó mới làm cho cái kiền đứng vững. Các bác có biết cái kiền không các bác? Có biết không? Người lớn thì biết cái kiền. Cái bếp đun của các bác ấy, nó có cái vòng, xong bên dưới nó có ba cái mố, đúng không các bác? Đúng không? Ba cái mố là đại khái của ba chân kiền, còn cái vòng trên nối lại đó là cái vòng kiền. Ngày xưa ở quê miền Bắc cháu đun bằng rạng rơm, phải có cái kiền sắt.
Cho nên nói cách dễ hiểu là như vậy. Phải có cái vòng kiềng và cái đạo đức nhá. Nếu mình không có đạo đức ấy, thì ba cái kia nó không đứng vững. Cho nên theo Chúa Giêsu mình phải biết sống đạo đức. Mình là tư cách là môn đệ Chúa Kitô. Chúa Kitô đã sống rất đạo đức ở trần gian này thì mình cũng phải theo Chúa sống đạo đức. Sống đạo đức có nghĩa là sống thế nào? Là sống biết thương người, là sống có trách nhiệm, là sống có chữ tín, là đại khái là nhân lễ nghĩa chí tín, là mình phải có sự chung thủy với người khác, là mình phải biết giúp đỡ người khác, phải biết chia sẻ với người khác, phải biết tôn trọng người khác, phải biết khiêm nhường, phải biết hạ mình, vân vân và vân vân. Đấy là những cái mối đạo đức ở đời. Đấy là những cái mối đạo đức ở đời. Thế thì mình thấy Chúa Giêsu, cái lòng đạo đức của Chúa Giêsu thể hiện mạnh nhất là gì? Đó là cái lòng hiếu thảo của Ngài với cha mẹ của Ngài. Đó là cái lòng vâng phục của Ngài với cha mẹ của Ngài. Đó là cái tình yêu thương của Ngài đối với mọi người. Đấy là đạo đức. Đạo đức là vâng phục, là hiếu thảo, là thương yêu, là chia sẻ. Đấy. Cho nên mình thấy cao nhất của lòng đạo đức đó là biết thương người khác. Cao nhất của lòng đạo đức là biết thương người khác. Không sao, cứ kệ bác. Bác Chúa soi sáng bác nghĩ nào bác nói vậy. Kệ bác tự nhiên. Là mình thấy này, là Chúa Giêsu rất có đạo đức ở chỗ Chúa biết thương người. Các bác biết ở đời ấy, Chúa là tình yêu. Và Chúa Giêsu là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Và Chúa có lòng chạy thương, cái tình yêu thương hay lòng chạy thương hay lòng bác ái, cái đó Việt Nam mình ngày xưa hay gọi là lòng nhân, lòng nhân, lòng nhân từ, lòng nhân. Mình cái cao nhất của đạo đức là mình biết yêu thương người khác. Khi mình yêu thương người khác thì mình biết phải làm cái điều gì tốt cho người khác. Nó hay vậy. Thế mà yêu nhau thì cái tình yêu nó mách bảo cho người ta phải biết làm gì các bác ạ. Các bác sống ở đời vì yêu chồng con, vì yêu vợ con là tự nhiên các bác biết phải làm gì cho chồng con và cho vợ con và cho cha mẹ. Đấy. Cho nên Chúa Giêsu có đạo đức nhất ở chỗ là Chúa có tình thương. Chúa thương người già, Chúa thương người trẻ, Chúa thương người có học, Chúa thương người vô học, Chúa thương người thánh thiện, Chúa thương người đạo đức. Chúa có thương người tội lỗi không các bác? Càng người tội lỗi Chúa càng thương. Cái hay của Chúa ở chỗ đó. Mà cái đó nó chứng tỏ Chúa là Chúa Trời thật, chứ Chúa không phải là con người như mình. Con người như các bác với con suy nghĩ rất dở người. Thấy con em mình nó có tình thương, nó mon men, nó giúp mấy người homeless, bắt đầu quát mắng chửi bới như ngay. Nó bắt đầu chơi với những người không khổ, quát mắng chửi bới như ngay. Thiếu gì nữa tốt đẹp để chơi với mấy thằng gia đình đó. Thiếu chỉ đứa để chơi mày lân la, chơi với mấy đứa homeless đó, với hư hỏng thì sao? Đúng là một về phương diện nào đó, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng mình phải tin rằng là con em mình nó có tình thương, và tình thương nó biến đổi những người kia, và nó chia sẻ cái tình thương với những người homeless, những người nghèo khó bệnh tật thì cũng tốt chứ. Nhưng mà mình thì hay vậy, còn Chúa thì không vậy. Chúa thì không vậy. Càng người tội lỗi Chúa càng thương. Chúa có thương các cô gái điếm không các bạn? Chúa có thương phường trộm cướp giết người không các bạn? Đạo đức ở đời mình phải biết thương mọi người. Tội lỗi mình kết án, việc xấu mình kết án, nhưng người tội lỗi hay người làm việc xấu mình vẫn yêu thương. Thế mình phải biết theo Chúa là lo sống là đạo đức. Mình sống đạo đức như vậy thì mình được bình an hạnh phúc, mình được bình an hạnh phúc, rồi người khác cũng được hạnh phúc theo. Thí dụ bây giờ mình nói các cái căn bản đạo đức ở trong gia đình là thế nào. Như các bác nếu mà trong gia đình với tư cách là người sống đạo đức thì các bác phải làm gì cho nhau? Có phải xin lỗi nhau không các bác? Nếu là người đạo đức trong gia đình, vợ chồng con cái phải biết xin lỗi nhau, khiêm nhường và xin lỗi nhau. Nếu là người đạo đức sống trong gia đình, mình thấy vợ chồng, con cái, cha mẹ có cần phải biết lắng nghe nhau không các bác? Thế là đạo đức thì phải biết lắng nghe nhau.
Con cái phải biết lắng nghe cha mẹ, vợ chồng phải biết nghe nhau. Đàn ông đừng có nghĩ mình là gia trưởng và mình có quyền tuyệt đối trong nhà này. Thượng thiên, hạ địa, duy ngã độc tôn. Trong nhà này chỉ có tao là nhất. Và tao nói sao phải nghe vậy, không có được cãi lại. Như vậy không đúng. Đàn ông như vậy không đúng. Chúa đặt mình làm gia trưởng để mình hướng dẫn cả nhà theo ý Chúa. Giống như Chúa đặt con Thánh Giuse làm gia trưởng để hướng dẫn Đức Mẹ với Chúa Giêsu đi theo ý Đức Chúa Cha. Thế Chúa không đặt mình làm gia trưởng để mình cai trị, mình thống trị, mình bắt đạt cả nhà. Gia trưởng mà không ngoan thật ấy, phải biết đần, phải biết nghe lời vợ, phải biết lắng nghe lời con, phải biết nghe vợ con chia sẻ. Đừng cứ thấy vừa vợ con chia sẻ cái là bảo biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đừng có như vậy. Và chả bao giờ lắng nghe con nói chuyện với mình cả. Đàn ông mà có đạo đức thật phải biết sao nhỉ? Như Việt Nam mình nói sao nhỉ? Thiên đàng hòa ngục hai bên, biết nghe lời vợ là lên thiên đàng. Đàn ông đồng như vậy. Tổ tiên mình nói như vậy, không phải cháu nói. Tổ tiên mình nói là thiên đàng hòa ngục hai bên, biết nghe lời vợ là lên thiên đàng. Trong nhà người vợ quán xuyến việc nhà tốt hơn. Trong nhà người vợ có cái nhìn chi tiết hơn. Trong nhà người vợ biết chăm chút cho cái đời sống gia đình hơn. Cho nên ở trong nhà thì phải biết nghe lời vợ. Đi ra ngoài chỉ huy thiên hạ, nhưng về nhà phải biết nghe lời vợ. Đấy là lẽ thường. Còn nếu mà về nhà mà cứ độc đoán như trong nói lúc nãy là bất hạnh, hỏng hết. Đấy, đạo đức là đặt khái rồi. Thì đạo đức cũng phải biết khen vợ chứ. Đạo đức cũng phải biết khen con chứ. Có đúng không các bác? Ừ mà chẳng thấy nữa các bác. Cái người Tây phương họ dễ khen nhau lắm. Cháu sống với các cha ở bên Ý, cháu thấy người Tây dễ khen nhau mà người Việt mình khó khen nhau. Mà cháu thấy các ông chồng người Việt hiếm khi biết khen vợ con. Kinh nghiệm xương máu cho cháu thấy ngay người trong gia đình cháu chứ không phải người xa lạ. Là bao nhiêu người cháu thấy là các ông đi ra đường là nhà ngập phun trâu. Đi ra đường nói những lời rất là hay với bạn, với người ngoài. Nói hay lắm. Thế nhưng mà về nhà thường là không nói. Hoặc nếu nói thì nói những lời cứng cỏi. Ra đường nhà Ngọc Phun Châu, về nhà nhà ra gạch cát đá xi măng cắt. Rắn hết bọ cả. Mà không khen. Cháu có một ông chú họ với một bà cô họ hơn cháu 4 tuổi. Cô hơn 2 tuổi, chú hơn 4 tuổi. Họ An mà. Thế ngày chủ nhật cháu được nghỉ, cháu từ nhà thờ Kỳ Đồng cháu về nhà thân nhân ở cổng xe lửa số 10 gần ngã tư Vĩnh Thuận đường Võ Duy Huy để thăm họ hàng. Thế thì ông chú họ cũng giống như là bạn vậy, giống như bạn hay đi đá banh, đi đánh cầu lông với nhau, hay đi chơi với nhau cũng như là bạn. Và ông nói: Khả, cháu xem cô cháu làm được bao nhiêu tiền cũng mang đi mua quần áo đấy. Tiền chú làm ra cũng mang đi mua quần áo. Mua, có bộ mua vẻ mặc có lần rồi để đấy, không bao giờ thấy mặc. Để hết tủ này đến tủ kia, lãng phí. Không thể hiểu được. Cháu nghe chú than một hồi. Cháu nói, cháu rất thông cảm với chú. Rất thông cảm. Nhưng mà cháu hỏi thật chú nhé. Đã bao giờ chú thấy cô mua bộ quần áo đẹp, cô mặc vào đi lễ hay đám cưới, đã bao giờ chú gọi cô lại, chú khen cô chưa? Không bao giờ. Không. Cháu hỏi như vậy thì ông chú nói sao các bác biết không? Ông chú hỏi cháu nói này, ông xì mặt chú. Cháu này phải buồn cười. Vợ chồng với nhau thì phải khách sáo thế. À. Cái đấy là cái dở, cái đó là cái này là cái đầu óc rất là mê muội. Vợ ông ấy nói nhá, vợ chồng với nhau việc gì phải khách sáo thế. Các bác nghe lời ông chưa? Thế ông bảo khen nhau là khách sáo, sao cái đầu mê muội vậy? Đi ra khen người ngoài được mà về là không khen người nhà, mà khen người nhà là bảo khách sáo là thế nào? Mình càng phải khen vợ khen con cho họ vui để họ làm việc tốt chứ. Mà mình khen họ vui thì họ phục vụ mình bằng chết. Có đúng không các bạn? Đấy là lời một ông bạn khác cháu nói như vậy. Bảo thưa cha, bố mẹ con bảo khéo mồm miệng đỡ chân tay chứ. Con cứ khen vợ con và vợ con nó cứ phục vụ con bằng chết.
mà đúng vợ con vất vả mấy năm chịu được, khổ mấy năm chịu được, mà cứ con khen đó là nó hài lòng và vui nữa là xong hết. Đâu nó biết xong thế quay lại ông cùng chú hỏi cháu, cháu hỏi chú nhầm rồi chú ơi, chú có biết tại sao mà cô cứ mua mãi vậy không? Cô mua quần áo mãi là bởi vì cô chưa mua được một lời khen của chú đấy. Mua mãi vì chưa mua được một lời khen của chú. Vì cô nghĩ rằng cô ăn mặc chưa đủ đẹp, chưa đủ lịch sự, chưa đủ vừa mắt chú đấy. Cho nên bây giờ nếu chú muốn cô đừng có mua nữa. Nếu cháu là chú, cháu thấy cô ăn mặc xong đẹp, đang lúc chuẩn bị đi lễ chủ nhật, đi bộ xuống nhà thờ phát diện đi lễ, cháu sẽ gọi cô lại cho nói: này em có con mắt thẩm mỹ tốt, rất biết chọn thời trang. Em chọn cái bộ quần áo này anh thấy mặc rất hợp với em. Mà trong con mắt của anh ấy, bộ này em mặc đi lễ cũng được, đi đám cưới cũng được, đi dạ hội cũng được, đi đâu cũng được. Mà với anh chỉ bộ này là đủ. Chỉ cần bộ này là đủ. Nó cô bác con, chú khen cô cái rồi là cô muốn mua ngay à, không mua ngay à. Bây giờ các bác về thử nhá. Không cần cháu đang nói gì nữa. Đấy, mình có đạo đức cho mình để biết khen người khác. Khi người ta làm việc tốt phải biết khen người khác. Chứ còn đừng có mà khi người ta có ý làm việc tốt lại nói móc, nói mỉa, nói mát, làm cho người ta mất hứng. Khi mình nói như vậy là giống như Thánh Phaolô nói là phạm cái tội gọi là tội dập tắt thần khí. Thánh Phaolô nói tội dập tắt thần khí. Tức là người ta đang có ý tốt mà bây giờ mình lại dội đáo nước lạnh vào người. Đừng cứ phạm cái tội dập tắt thần khí. Thí dụ cho các ông bạn ở bên Canada trời lạnh, bà vợ nói: này anh, lắp cái hệ thống máy bơm nước nóng vào hồ bơi giúp em, để mùa đông em bơi đều đặn cho người nó khỏe, cho nó khỏe, cho nó trẻ, cho nó thon, cho nó gọn, cho nó đẹp. Thế ông chồng chả giúp vợ lắp hệ thống bơm nước nóng vào hồ bơi thì thôi, còn quay sang nói mát, nói móc, nói mỉa thế này. Hắn quay tác bơi mới lộ cái con khỉ gì rách miệng. Cái con cá voi ngoài biển nó bơi mãi mà nó không dày đi đâu. Nói như vậy các bác thấy có được không? Bây giờ làm chồng mà vợ thì có cái ý rất tốt, mà ý rất hay, mà rất lành mạnh, mà chồng chả giúp thì câu chồng lại dồn nước lạnh mà vợ như vậy, mà lại còn ví vợ với con cá voi. Thì làm sao mà cho hỏi các bác làm sao mà có hạnh phúc được. Thế mình sống được có đạo đức phải biết khen nhau, đừng có nói móc, nói mát, nói mỉa nhau. Phải sống phải có trách nhiệm với nhau, sống phải biết ơn nhau. Cái lòng biết ơn là rất quan trọng các bác. Nếu nói mình có đạo đức, mình phải biết ơn nhau. Nếu mà một người không có lòng biết ơn trời, ơn người thì người đó không dạy nữa. Mà không có lòng biết ơn thì làm sao mà đón nhận được ơn khác. Mình có lòng biết ơn, tri ân trời, tri ân người thì mình mới được thế. Thế mà mình có lòng biết ơn người, ơn trời thì mình nhận được thế. Mình sống ở đời anh nào nó không biết ơn mình nhá. Mình không ghét nhưng mình cũng không muốn tặng ban thêm như thế. Đúng không các bác? Cho nên cái lòng biết ơn đó là cần thiết. Để sống với nhau được hạnh phúc phải có lòng biết ơn. Cháu có ông bạn mà ông cũng hay. Ông nói này chứ: thưa cha, con thấy ngày xưa ba con nói là nuôi con gà có lời, con heo có lời, con bò có lời. Con nói thật với cha chứ bây giờ con thấy chả nuôi con gì có lời mà nuôi con vợ. Con biết ơn vợ nhất. Ông nói rất chân thành các bác. Con biết ơn vợ nhất. Và sao? Thưa cha, mỗi tháng vợ con đã cắt tóc cho con một lần, tính lẻ là 10 đồng. Tổng cộng cái số tiền đáng lẽ con phải trả cho thợ cắt tóc từ xưa đến nay nó lớn gấp mấy cái số tiền con bỏ ra cưới nó ngày xưa ở Việt Nam. Cho nên nội cái chuyện cắt tóc là con cưới con vợ này là con đã lời to, mà con phải biết ơn nó. Mà con nhớ lại nhá, lúc con chưa cưới con này làm vợ thì tháng con làm bằng đó tiền, mà cuối tháng tiền vẫn hết, con vẫn phải ngửa tay xin thêm tiền bố mẹ để xài. Từ lúc con cưới con này về làm vợ, tiền con đi làm lúc đó cũng bấy nhiêu, mà cuối tháng tiền vẫn còn cha. Hay không?
mà vợ con đâu phải chỉ cắt tóc cho con, đâu phải chỉ giữ tiền cho con, còn nấu ăn cho con, giặt giũ cho con, dọn nhà cho con, đẻ con cho con và bao nhiêu sự khác cho con. Cho nên đến bây giờ con thấy nuôi con gì cũng có lời, chán nuôi con gì có lời nuôi con vợ. Mà con biết nuôi con vợ con hết. Con thấy nhá, con nuôi chó, chó chết. Nuôi con chưa lớn nó đi học, nó ở nhà riêng. Cuối cùng trong nhà còn mỗi con vợ ở với con. Nó mà đi con chả còn con gì cả. Cho nên đó là con thấy rồi, con nếu không có nào tốt bằng con vợ chả. Cho nên nó còn rất biết ơn. Ông nó hay, rất hay và rất biết sống ở đời và biết tìm đến những cái rất cụ thể của vợ để cảm ơn và để biết tôn trọng, biết cảm ơn vợ, biết cảm ơn trời, trời ban cho mình bà vợ rất tốt đấy. Cho mình biết sống ở đời không có đạo đức không hạnh phúc được, còn nếu có đạo đức thì hạnh phúc nó mới tròn đầy. Rồi thôi, mình nói điểm thứ tư tí rồi trả lời câu điểm thứ năm. Nhưng mà đạo đức không chưa đủ là bởi vì sao các bác? Bởi vì những con người mình nó yếu đuối, nó giới hạn lắm, nó mê muội lắm, tự sức mình không thể làm gì được. Chúa Giêsu nói không có thể nên không thể làm gì được. Mà ông Thánh Phaolô nói này, điều xấu tôi không muốn làm cho tôi lại cứ làm, điều tốt tôi muốn làm cho tôi thì tôi không làm được. Cái ông tản đà, ông ấy say rượu, ông ấy thấy là hư đời mà ông ấy muốn chừa rượu, vậy mà ông ấy không chừa được. Ông ấy còn biện luận rằng là say rượu là tốt cơ. Ông ấy khuyến như vậy, ông thấy say rượu là hư đời. Nhưng mà ông ấy vẫn cứ nghiện rượu. Ông tản đà thì bảo cho say xương như cũng hư đời. Hư thời như vậy, say thời cứ say. Ở đấy, hư thời như vậy, say thời cứ say. Ông ấy khuyến nói làm sao? Những lúc say xưa cũng muốn chừa. Muốn chừa những tính lại hay hư. Hay hư nên nói không chừa được. Chừa được mà ông cũng chẳng chừa. Đấy. Bước chưa? Rượu là xấu, say rượu là xấu, muốn chừa được nhưng lại không chừa. Chừa được mà ông cũng chẳng chừa. Không có sức chừa đâu. Con người mình nó yếu đuối lắm, nó giới hạn lắm. Nó rất dễ xa đi ngã lại chân tổ. Mình có tính xấu, tính xấu nó mình sống lâu ngày nó thành cái tật xấu, nó tật cố hữu. Cái tật xấu nó sinh ra cái tội này tội kia. Ba cái tê nó phiền này. Tính tật tội, tình tính tật tật tội, đủ sự cả. Cho nên á, mình cần phải có sức mạnh của Chúa. Mình cần phải có sức mạnh của Chúa mình mới sống đạo đức được. Cho nên mình phải cần rèn luyện mình, trau dồi mình cái phương diện thứ năm. Đó là đời sống tâm linh, đó là đời sống đức tin, đó là đời sống tôn giáo. Thế mình gắn bó với Chúa, mình thực hành lời của Chúa, mình sống đức tin thì mình có sức mạnh để sống đạo đức, có thế thôi. Gắn bó với Chúa thì Chúa cho mình sức mạnh để sống đạo đức. Lúc nãy Chúa nói với các bác là giống như bóng điện gắn vào nguồn điện thì mới sáng, giống như cái bồn nước có thể gắn vào nguồn nước thì mới có nước. Mình đây phải gắn vào Chúa thì mình, Chúa là nguồn sức mạnh, tình yêu, sự sống, Chúa là sự thật. Rồi mình mới nhận được các cái ơn đó của Chúa để mà mình yêu thương người khác, để mình sống ở đời này, để mình vượt qua những khó khăn thử thách. Và nhờ ơn Chúa xuống mình mới sáng cái đầu ra, nhờ ơn Chúa xuống mình mới biết siêng năng làm việc, nhờ ơn Chúa xuống mình mới biết giữ sức khỏe tốt, nhờ ơn Chúa xuống mình mới sống đạo đức được. Chứ không là mình không sống đạo đức được đâu. Đừng có ảo tưởng, đừng có ảo tưởng là sức mình nhé, là làm được. Rất nhiều người ảo tưởng vào sức mình, nghĩ rằng là ở đời này ấy, ta là giỏi nhất và ta chả cần ai cả. Sự thể nó đâu có đơn giản như vậy. Mình, con người mình mà không ai nắm tay đến tối, không ai gối đầu đến sáng cả. Con người mình càng sống mình càng thấy là nó mong manh. Càng sống mình càng thấy mình yếu đuối, càng sống mình càng thấy giới mình giới hạn, càng sống mình càng thấy mình tội lỗi. Cho nên để vượt ra, hết tất cả những cái bê bối đó, những cái tội lỗi đó, phải có đức tin. Ngày trước ở Sài Gòn cháu nghe cái anh Hùng, anh đó là trưởng nhóm Tao Đàn, tức là trưởng nhóm Thảo Đàn, tức là Thảo Cầm Viên và Công Viên Tao Đàn, tức là trưởng một cái nhóm trẻ bụi đời và thanh niên bụi đời, hai cái nơi nổi tiếng ở Sài Gòn, toàn là những anh
bê bối không? Mà anh Hùng đó là nghiện ma túy mấy chục năm. Anh chia sẻ nhà thờ Kỳ Đồng với con, anh bảo con đây ra vào trại cai nghiện mấy chục lần mà cứ vào rồi lại ra, ra lại vào, không cai được. Biết là ma túy nó hại cho mình nhưng mà không bỏ được. Chỉ đến lúc đón nhận đức tin nhờ Chúa Giêsu, mình đón nhận đức tin nhờ Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh của thần khí Chúa Giêsu thánh hóa, con mới bỏ được ma túy. Cái đúng sức người mình không bỏ được. Sức người mình, nếu mình nói một lời tốt với người khác mình cũng chẳng nói được. Các bác có kinh nghiệm, nhiều khi mình muốn nói một lời tốt, muốn làm một lời tốt cho người khác mà không sao mình làm được không? Đến lúc một chuyện đã đi qua rồi thì mình muốn làm lại thì nó thời gian nó đã trôi qua rồi, cơ hội nó đã mất rồi. Cho nên cần thiết nhé, cần thiết mình phải biết gắn bó với Chúa, và Chúa mới là nguồn mạch mọi sự tốt đẹp của mình. Thánh Phaolô nói là mình sống ở đời này phải gắn bó với Chúa, và mình sống mọi sự trong sự quan phòng của Chúa. Ngài bảo là tôi chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin. Tôi chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin. Phải vì đức tin để sống ở đời. Tin thì được nên công chính, tuyên xưng ra ngoài miệng thì được cứu độ. Nếu mà không có đức tin, không sự gì xảy ra. Kinh Thánh nói, ở đó Chúa không làm được nhiều phép lạ vì họ không tin Ngài. Các bác có đọc ở đây. Rồi Chúa chữa lành cho người đàn bà, Chúa đáp ứng cái lời xin của bà phụ nữ Cana, Chúa bà, Chúa nói sao? Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao được vậy? Thấy không? Cho cái đức tin nó quan trọng lắm. Thôi, bây giờ cái máy nó tắt rồi mà giờ cũng hết rồi. Đức tin là quan trọng, gắn bó với Chúa là quan trọng. Và cứ hết gắn bó với Chúa thì mình được đổi đời. Có thế thôi. Cứ gắn bó với Chúa là mình được đổi đời. Cháu không có thời gian để nghe anh Jimmy anh kể anh gắn bó với Chúa anh được đổi đời làm sao, cháu không biết. Nhưng mà anh có mặt ở đây là một lời nói rằng là nhờ Chúa mà anh ấy bỏ được cái thứ đổ tường kia. Cầu nguyện cho anh ấy sớm có vợ nữa là mình vui. Cái đức tin đó, nó đòi mình. Các bác thấy Chúa Giêsu không? Mình theo Chúa Giêsu, Chúa Giêsu sống đời sống đức tin với Đức Chúa Cha rất chặt. Chúa Giêsu gắn bó với Đức Chúa Cha. Hễ có thời gian là Ngài lánh ra một nơi để Ngài cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu lên Jerusalem, Chúa gắn bó với Đức Chúa Cha. Chúa bảo với Thánh Giuse với Đức Mẹ là gì? Cha mẹ không biết con phải ở nhà của cha con sao? Tức là Chúa gắn bó lên một với Chúa Cha và luôn luôn muốn ở gần của Đức Chúa Cha. Rồi Chúa tuân theo ý của Đức Chúa Cha. Chúa nói là con xin đến để thực thi ý Cha. Và Chúa nói là nếu có thể được cất chén đắng này nhưng đừng theo ý con một theo ý Cha. Đấy. Cái đời sống đức tin của Chúa Giêsu trong tư cách là con người. Chúa chăm lo cái đời sống đức tin của Chúa bằng việc cầu nguyện, bằng việc thực hành lời của Đức Chúa Cha, bằng việc tuân theo ý Đức Chúa Cha, bằng việc ở lại trong Đức Chúa Cha, bằng việc kết hợp lên một với Đức Chúa Cha. Lạy Cha xin chân cho tất cả được lên một như Cha và con là một. Đấy, mình sống đức tin như vậy. Cho nên cái đức tin nó là nền tảng của tất cả các bác ạ. Bây giờ các bác có ba cái chân kiềng, một cái vòng kiềng là một cái kiềng, thì cái đức tin nó là cái mặt đất bằng này. Đức tin nó là nền tảng để mình đặt cái kiềng lên. Có cái kiềng lên đó rồi á, mình mới đặt cái nồi lên, mình mới nấu được nồi cơm ngon là cuộc đời hạnh phúc thành công của mình. Cho nên các bác quên thì quên nhé, các bác cứ nhớ ba chân kiềng, cái vòng kiềng, cái mặt đất bằng. Đó là sức khỏe, tri thức, nghề nghiệp, đạo đức, tâm linh. Nếu biết trau dồi cả năm phương diện đó hài hòa thì mình sẽ có cơ may hạnh phúc và thành công. Cháu thương các bác như vậy. Giờ cháu trả lời mấy câu hỏi. Thứ nhất, con bảo các con đi thánh tông, nó nói bài giảng nào cũng lên mạng và ở nhà nghe cũng được. Cha nghĩ sao? Biết nghĩ sao đây? Nói thật đấy, là ai có con mà con nghĩ này là rất dại. Bây giờ nếu con nó có người yêu ấy, bảo là bao nhiêu người yêu tốt đẹp, có đầy hình ảnh trên mạng, cứ lên nó ngắm người yêu, ngắm
ngắm cho chồng là đủ rồi, khỏi cần phải lấy thằng chồng nào về nhà ở với nó làm gì cho phiền phức. Có được không? Bố mẹ, anh em, bạn bè có đầy hết hình ảnh trên iPhone, cứ mở ra mà ngắm mà nói chuyện là được rồi. Nếu cần nữa thì nối hai bên nói chuyện cho được rồi, khỏi cần hẹn hò đến chỗ nào ăn uống chuyện trò làm chi. Nếu mà theo cái logic đó mình phải nói như vậy. Họ không hiểu rằng là ở đời nếu yêu nhau thật, ở đời sống thật là phải gặp nhau, là phải chia sẻ với nhau một cách thiết thân, một cách thiết thân, người với người, mặt với mặt, tim với tim. Chứ ở đời sống thật không phải là sống ảo, không phải là sống ảo qua internet. Không bao giờ nói chuyện ngắm hình ảnh bố mẹ là đủ cả. Không bao giờ có chuyện đó, nói chuyện với bố mẹ qua phone là đủ cả. Mà đòi mình phải đến thăm bố mẹ, đến chuyện trò với bố mẹ, đến ngồi đấy với bố mẹ, chỉ ngồi đó với bố mẹ thôi, hết giờ về cũng là ung thư. Cho nên đó, anh nào mà nói chỉ ở nhà dự lễ qua dự lễ online là đủ, với lại nghe giảng online là đủ, nhưng anh đó chưa có hiểu thật tình yêu là gì, chưa hiểu thật đời sống đức tin là gì. Mà những anh đó đang đánh mất cái cơ hội sống thật ở đời, đang mất cái cơ hội hạnh phúc. Thứ hai, một đám cưới rất linh đình ở nhà thờ bên Cali, cô dâu đã có chồng và hai con nay bỏ. Trước đó cô có làm lễ cưới ở nhà thờ. Chú rể cũng có vợ và hai con nay cũng bỏ, trước đó cũng làm lễ cưới ở nhà thờ. Họ nói họ được phép tiêu hôn của tòa thánh và họ kết hôn với người khác. Xin hỏi cha như thế có được không? Thưa, được, rất được, không có gì trở ngại cả, mừng cho họ. Trước đây cưới một lần hay hai lần không cần biết, nhưng bây giờ họ được làm đám cưới ở nhà thờ, có cha đứng ra chứng nhận cái hôn nhân của họ. Tức là các cái hôn nhân trước đây đã được tiêu hôn rồi, các cái hôn nhân trước đây tòa thánh đã tuyên bố là hôn nhân bất thành rồi. Và bởi vậy cho hai người bây giờ mới được làm đám cưới với người mới ở nhà thờ theo nghi thức nhà đạo. Các bác biết đấy, Chúa nói sự gì con người đã, sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly. Hôn giáo là hôn nhân một vợ một chồng và vĩnh viễn bất khả phân ly. Thế nhưng Chúa Giêsu lại nói là thầy mọi quyền trên trời dưới đất đã được trao cho thầy, thầy trao cho anh em. Thế Chúa Giêsu trao các cái quyền Chúa Giêsu nhận từ Đức Chúa Cha, Chúa lại trao cho các tông đồ. Và trao cho các tông đồ cái quyền cầm, Chúa nói là sự gì trên trời cầm buộc, là sự gì các con cầm buộc trên trời cầm buộc, sự gì các con tháo cởi thì trên trời cũng tháo cởi. À, thế Chúa trao cho các tông đồ cái quyền cầm buộc và tháo cởi. Và các tông đồ, nối nghiệp các tông đồ là các là Đức Giáo Hoàng và các Đức Giám Mục. Thế bây giờ trong một cái nỗ hôn nhân họ ly dị đời với nhau, họ ly dị toàn đời rồi. Họ sống với nhau bất hạnh không được, họ ly dị toàn đời. Và họ làm đơn lên tòa giám mục để họ xin tòa giám mục, họ xin tòa án hôn nhân của giáo phận xét xử cái nỗ hôn nhân của họ trước đây khi lấy nhau nó có gì không ổn. Và tòa giám mục sau một thời gian điều tra nghiên cứu xét hỏi thì tòa án hôn phối của giáo phận với các luật sư và các thẩm phán học chuyên về luật dân sự và luật hôn nhân, họ tuyên bố rằng cái hôn nhân giữa ông A và bà B trước đây làm ở nhà thờ, cái hôn nhân đó nó chưa thành sự vì những yếu tố A, B, C, D, E, F. Dù có con rồi mặc kệ, nhưng họ tuyên bố hôn nhân bất thành. Thì lúc đó những người kia trở thành những người tự do, muốn lấy vợ lấy chồng mới cũng được, không muốn thì đi tu cũng được. Các bác hiểu chưa? Các bác nói chưa? Còn ai thắc mắc gì về câu hỏi này nữa không? Các bác hỏi về câu hỏi khác nữa không? Cha, con có câu hỏi. Vâng, mời bác. Con có một người cháu, nó lấy vợ nhưng mà nó không có làm lễ nhà thờ, mà nó không có làm giấy hôn thú. Và nó mời con tới dự đám lễ, đám cưới, con từ chối, con không đi. Thì đứa em con nó đi, và nó nói rằng nó có hỏi cha Tuấn ở dưới về hôn nhân ở dưới Orange County. Thì cha nói là
thế giới bây giờ nó loạn hết. Thành thử giữa hai cái điều xấu nhất thì con chọn cái điều đỡ xấu hơn. Và thành thử đứa em con nó đi chịu đám cưới rồi. Thì theo cha thì cái vấn đề lệ luật về hôn nhân ai vâng hay là có điều này. Thưa bác, giáo hội từ công đồng Vatican II, giáo hội ra cái sắc lệnh gọi là sắc lệnh tự do tôn giáo. Từ công đồng Vatican II, giáo hội ban hành cái sắc lệnh gọi là tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo tức là người trưởng thành người ta có cái tự do chọn lựa niềm tin tôn giáo của họ. Họ có cái trách nhiệm và có cái quyền tự do chọn theo đạo này hay theo đạo kia, chọn sống đạo hay chọn bỏ đạo. Cho nên đấy là cái quyền chọn lựa của mỗi người. Cho nên bây giờ ngay là một người công giáo được rửa tội từ bé, nhưng lớn họ bỏ đạo. Họ bỏ đạo thì họ bây giờ lấy vợ họ cũng chả cần phải làm đám cưới nhà thờ. Đấy là quyền tự do của họ. Mình phải phân biệt, đó là quyền tự do của họ. Rồi, vì đó là quyền tự do của họ. Cho nên nếu người đó là thân nhân với mình, là em mình cũng đâu bỏ được. Là anh mình đâu bỏ được. Là bạn rất thân của mình đâu bỏ được. Tại vì nó đã là vô đạo rồi. Mà bây giờ nó lấy vợ thì nó lấy bản chất cái điều lấy vợ cũng là một điều tốt. Chỉ có mỗi không làm đám cưới ở nhà thờ thôi. Đúng không các bác? Vậy thì mình nói là bản thân của mình, nó là người thân của mình. Mà nếu như mình xét thấy nó đã bỏ đạo như người ngoài đạo rồi, bây giờ đám cưới mình thấy không đi thì cũng bất nhân, mà đi thì lại ánh náy là có thể phạm luật Chúa. Có đúng không các bác? Thế thì trong những trường hợp như vậy, các bác phải cầu nguyện xin Chúa soi sáng theo các nguyên tắc luân lý là tiên kiến giả đắc, tức là trong lòng mình cái gì nó đến trước và mình thấy cái phương diện nào nó nổi trội thì mình theo. Ví dụ lúc đó lương tâm mình bảo đi thì mình đi, bởi vì bản chất cái anh này á, anh có tự do theo Chúa không theo Chúa. Bây giờ anh đã không theo Chúa rồi, anh kết hôn với cô này, bản chất cái việc kết hôn giữa hai người đó nó không phải là một điều xấu hiển nhiên. Các bác hiểu chưa? Bản chất hai người cưới nhau nó là điều tốt và nó không phải là điều xấu hiển nhiên. Điều xấu hiển nhiên là phá thai, giết người, nghiện ma túy, mãi dâm hay là gian lận thương mại, trốn thuế, tất cả những đó là xấu hiển nhiên. Còn một người ta bỏ đạo, bây giờ người ta cưới vợ với nhau theo cái chọn lựa đấy, nó phải là điều xấu hiển nhiên. Thì luân lý dạy một điều nó không phải là điều xấu hiển nhiên hoặc là một điều không tốt không xấu, mà mình theo lương tâm hướng dẫn, được lương tâm mắt phải, mình thấy nếu không đi thì bất an, mà đi thì bình an, mình thấy đi là tốt, vậy thì đi nhá, đi được. Còn nếu cũng cái trường hợp đó, nếu cái trường hợp đó mà mình cầu nguyện, mình suy nghĩ, mình cầu nguyện, mình bàn hỏi, sau đó mình thấy là à không, tôi ở nhà tôi thấy lòng bình an hơn mà tốt hơn mà đúng hơn, vậy thì tôi ở nhà. Các bác hiểu cái nguyên tắc lương tâm đó chưa? Đứng trước một điều không xấu không ác mà luật không có quy định rõ ràng thì theo nguyên tắc luân lý tiên kiến giả đắc, lương tâm mách bảo cho mình theo hướng nào mình theo hướng đấy. Sau khi đã bàn hỏi và cầu nguyện, cháu trở lại cái câu đi lễ đi đám cưới của người không có phép đạo ở nhà thờ, thì đấy cháu mới nói một phương diện thôi. Bây giờ một anh có đạo, anh ấy bỏ đạo, anh ấy, hoặc là anh ấy còn giữ đạo chăng nữa, nhưng mà anh ấy cưới vợ hay cưới chồng, hai người cưới nhau làm đám cưới ở nhà hàng mà không làm đám cưới ở nhà thờ, đã được rửa tội, bây giờ đã bỏ đạo hoặc đang sống đạo, mà bây giờ chỉ có không làm đám cưới ở nhà thờ thôi, mà tổ chức đám cưới ở nhà hàng, mình đi có tội không? Mình đi có tội không? Nếu giáo luật nhá, nếu đây là giải thích theo luật luân lý này, mà theo cái nghĩa chặt nhất này, mà theo cái nghĩa hà khắc nhất này, tôi bảo có tội. Tội gì? Anh này có đạo mà lại lấy cô này cũng có đạo không có đạo, mà hai người không thèm làm đám cưới ở nhà thờ, vậy đây là hôn nhân bất hợp pháp.
trong con mắt người mình là người có đặt vào hôn nhân bất hợp pháp. Vậy mà hai người này làm cái việc sai trái, hai người này làm cái việc không đúng. Thế bây giờ tôi đi đám cưới của hai người này, vậy là tôi đồng lõa với cái việc không đúng của hai người, vậy là tôi có tội. Giải thích theo luật, cháu giải thích thế có chuẩn không các bác? Có chuẩn không? Chuẩn nhưng mà nó hạ khắc rất chân đấy. Cháu nói đây, nói riêng về một phương diện là nó chuẩn. Nếu mình coi đấy là một hành vi sai trái, và bây giờ mình sự hiện diện của mình là sự đồng lõa với hành vi sai trái, thì đấy là có tội. Nhưng ở phương diện khác, cháu giải thích hết một phương diện khác mình thấy là giáo hội đã công nhận cái quyền tự do tôn giáo của mỗi người. Mỗi người có tự do theo Chúa hay không theo Chúa, và theo Chúa ở mức nào, đó là quyền tự do của họ. Trên 18 tuổi rồi họ trách nhiệm với đời sống đức tin của họ. Còn bây giờ mình là bố mẹ cho đứa mình, không ép được nó là thực hành đạo. Mình cũng không ép được nó là đến nhà thờ. Mình cũng không ép được nó là phải lấy người Công giáo, người Việt. Mình không ép được nó là đến nhà thờ làm lễ cưới. Đấy là quyền tự do của nó. Còn nó là nó, mình là người. Và nó là con mình. Mà nó là con mình thì mình phải có trách nhiệm, có bổn phận với nó, thế thôi. Có đúng không các bác? Nó là con mình, có bổn phận, có trách nhiệm. Đất không chịu trời, trời mình chịu đất. Bây giờ nó, Chúa phải tôn trọng tự do của nó. Bây giờ nó cưới nhau, nó không có đám cưới nhà thờ, nó chỉ làm đám cưới nhà hàng thôi. Mà mình là bố mẹ, là anh em, mà mình không có mặt à? Mình không đi à? Thế thì ở đây nó ngay cái chỗ này. Chưa biết là tôi tuân thủ luật Chúa thế nào. Chưa biết là tôi là người bổn đạo tốt thế nào. Nhưng nếu con tôi cưới hôm đó như vậy, mà tôi không có mặt, và anh em đằng nhà tôi không có mặt, chỉ có bạn bè của phía kia thôi, và phía này là vắng hết vì không có đám cưới nhà thờ, vậy thì tôi có lòng nhân không? Vậy thì tôi có tình thương không? Vậy thì tôi có chu toàn bổn phận với tư cách là bố là mẹ không? Có thể tôi đang giữ một cái điều luật nào đó của xã hội, nhưng lúc đó tôi lại phạm cái điều luật lớn nhất là tôi thiếu tình thương, tôi thiếu lòng bác ái. Các bác thấy là đúng không? Tôi thiếu lòng bác ái. Tại sao mình đi dự cái gì được, mà bây giờ con mình nó cưới, chỉ có không đám cưới ở nhà thờ mà mình lại không đi, vì mình bảo đi là có tội. Cho nên đó, có phạm luật đi chăng, nếu mình nói mình phạm cái luật là đồng lõa với người làm một điều sai trái, thì mình lại phạm cái lỗi lớn hơn là thiếu bổn phận, thiếu trách nhiệm, thiếu bác ái, không biết vui với người vui, không biết trong cái hoàn cảnh xấu nhất phải làm cái điều tốt nhất. Trong cái hoàn cảnh xấu nhất là con mình bây giờ nó chả làm lễ cưới ở nhà thờ, em mình nó chả làm lễ cưới nhà thờ, mà nó bỏ đạo. Bây giờ nó làm lễ cưới mà mình cũng không có mặt ở đó nữa, thì đã xấu mình lại làm cho nó xấu hơn. Con mình nó đã đáng buồn, bây giờ mình sống vậy nó còn buồn hơn. Cháu giải thích như thế các bác thấy chưa? Cho nên đứng trước những trường hợp như vậy, các bác phải xem mình ở vị trí nào, có vai trò nào, có tương giao thế nào, và mình phải xét ở nhiều phương diện. Và xét ở nhiều phương diện xong rồi thì mình phải bàn hỏi những người khác, rồi mình cầu xin Chúa, rồi nếu Chúa soi sáng cho mình đi thì mình đi, nếu Chúa soi sáng cho mình không đi thì mình không đi. Nhưng nếu đấy là con em mình ấy, thì không đi tội lớn hơn. Nếu là con thì mình không đi tội lớn hơn. Nếu là bạn bè xa xa không nói, nhưng nếu là con của mình. Và cháu nói này bởi vì cháu nói là các bác thu âm luôn cả lên internet. Cháu nói sai là cháu bị treo micro, là bị cấm giảng dạy. Cháu phải phân biệt hết mọi phương diện. Cháu nói đấy. Cái kiểu sống đạo lầm cẩm mà thực hành những cái phương diện mà còn lấn cấn về những cái phương diện như các bác đang hỏi đó, cháu thấy người Công giáo ở bên Ý á, bây giờ không, ngay cả các chuyên viên giáo luật người ta không còn đặt những cái vấn đề như vậy. Trong nhà cháu các cha học tiến sĩ giáo luật cho hỏi, cháu ở bên nhà tôi nhá, mà anh nào mà cưới nhau cũng pháp cưới nhà thờ là phần lớn bạn bè thân nhân người ta không đi đâu. Thế là họ ngạc nhiên, họ sao mà đến bây giờ mà còn suy nghĩ như vậy. Họ suy nghĩ như vậy là như cháu nói đó. Họ suy nghĩ như vậy là họ chưa hiểu cái giáo huấn của Công đồng Vatican II về tự do tôn giáo.
tôn trọng các quyền tự do chọn lựa đức tin của mỗi người. Cái thứ hai, họ không hiểu là mình sống trong xã hội mình phải có trách nhiệm và bổn phận với tư cách là bạn bè, là anh em, là cha mẹ. Và họ cũng không hiểu rằng là trong cái xấu nhất mình phải làm cái tốt nhất. Và trên hết mọi sự, họ chỉ thấy là không có đám cưới ở nhà thờ là xấu thôi. Họ chỉ thấy là đôi này không có làm đám cưới nhà thờ xấu, hả? Giờ thì đám cưới là xấu. Họ không thấy là A bên B dù không có đám cưới ở nhà thờ nhưng hai bên nó vẫn yêu nhau, hai bên nó vẫn thương nhau, hai bên nó muốn vẫn lập thành một gia đình với nhau. Cái đó là điều rất tốt cho hai bên và tốt cho xã hội. Còn bây giờ nó cứ ở vậy, cái giúp luật Chúa có tốt không các bác? Câu hỏi bây giờ nó không lấy vợ lấy chồng, nó cứ ở vậy có tốt không? Nó cứ ở vậy mà nó ăn chơi chắc tán có tốt không? Đấy, cho mình thấy trong bản chất cái hành vi cưới nhau, kết hôn với nhau trong một gia đình của hai anh chị dù không làm đám cưới ở nhà thờ thì về một phương diện luật nào nó vẫn tốt hơn nhiều, vẫn tốt nhé, bản chất cái hành vi nó vẫn tốt. Cho mình phải tôn trọng và mình phải biết ứng xử làm sao cho nó đẹp ở đời, biết ứng xử làm sao nó đẹp. Chứ luật bày ra vì con người chứ không phải là con người sống vì luật. Luật để phục vụ con người chứ không phải là sống vì con người. Đấy, mình phải, và mình nhớ một điều, Chúa là tình yêu, tất cả mình đây được mời gọi để sống giáo huấn tình yêu. Và trong hoàn cảnh xấu nhất, theo nguyên tắc luân lý, phải biết làm điều tốt nhất. Liên quan đến câu hỏi của bác, cháu nghĩ là cháu trả lời như vậy là cố gắng hết sức rồi, không thể thỏa mãn được hết mọi người, nhưng mà tạm, cháu xin tạm dừng ở đây các bác nhá. Cảm ơn các bác. Bây giờ mời các bác, mời các bác đứng dậy để cùng hát bài xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con những bước của Ngài. Trang 405 ạ. Trang 405. Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là
là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Buổi tĩnh tâm đã xong, chúc anh chị em về bình an. Cảm ơn Chúa.